cho các bạn. Các bạn sẵn sàng có một da làn da sáng đẹp và trẻ thì chỉ trong 2 phút thôi. Bây giờ thế giới hiện đại nó cho mình một cái công nghệ rất là mới, nó kêu là LumiSpa. Cái công nghệ này nó rất là khác với những cái công nghệ đã có, các bạn đã có thể quen thuộc, tức là dùng cái cọ hay là dùng những cái máy sonic brush để mà làm cho sạch da. Nhưng mà các bạn biết là cái đó mình cứ xài được tuần một lần hai lần nó, tại vì nó làm tổn thương da. Bây giờ công nghệ này có thể cho bạn một làn da rất là sạch mà không làm tổn thương da, và bạn có thể dùng cái này mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối, và mỗi lần xài chỉ có 2 phút thôi sẽ cho bạn có một làn da sạch đẹp và trẻ. Hôm nay mình sẽ nói 2 thứ tiếng nha. This is amazing new technology. Get ready. This is a first of its kind. Never been on the market. Will be released this Friday. It's called the LumiSpa. This will provide you with not only clean and glowing skin, but it also help you with skin cell renewal. To keep you young, keep your collagen production moving. As we know, in our 20s, mid-20s, our skin is starting to degrade, right? And our skin produces less elastin, less collagen, and the effects of 25, 20-something years being on this earth when with the sun exposure, your skin is starting to diminish in its quality as far as its plumpiness and its shininess. So this will be your solution in just a couple minutes a day. Thì các bạn biết sau khi 20 tuổi thì làn da của chúng ta bắt đầu xuống cấp vì thời gian, vì môi trường, và mình bắt đầu ít chất elastin, tức là độ co giãn của da, và mình bắt đầu xuống cái độ đàn hồi trong da. Mình sẽ bắt đầu đến 30 tuổi mình bắt đầu thấy những cái nếp nhăn bắt đầu xảy ra, và có thể da mình bắt đầu nó hết bóng, hết láng như là những cái người trẻ tuổi. Thì công nghệ LumiSpa sẽ giúp các bạn giữ cái làn da của bạn lâu hơn và hữu hiệu hơn, chỉ trong vòng 2 phút mỗi ngày thôi, và an toàn hơn. Tại sao cái này là an toàn hơn? Tại vì cái đầu máy này nó không phải làm bằng cái cọ mà có thể làm tề da mình được. Cái đầu máy nó làm bằng chiếc silicone, it's a medical grade silicone, tức là silicone cho y tế. Nó rất là láng, nó rất là mềm, và nó không có làm cho mình tổn thương da. Vì vậy nó có thể rửa, nhưng mà nó rửa rất là sạch, thì nó quay hai chiều. Nó thành thể một bên trong quay một chiều, bên ngoài quay một chiều. Cái đó là một trong những cái bí quyết làm sao mà cái da mình nó không có bị tầy khi mình dùng cái công nghệ này. Cái cọ nó quay một chiều riết thì cái da mình nó sẽ bị tầy, nhưng mà khi mà cái da mình được bên trong quay một chiều, bên ngoài quay một chiều, thì cái da mình sẽ lắc qua lắc lại như vậy, và nó sẽ không có bị tầy, nó không có bị tổn thương. Vì vậy bạn có thể dùng này một cách rất là an toàn. Và ngoài ra, nếu mà da bạn mỏng thì mình có thể dùng cái đệm, cái đầu mềm. Nếu mà da bạn mà dày hơn hay là cứng hơn thì cái máy này nó có một cái đầu khác, mình có thể dùng cái tức là firm để cho da của người đàn ông. Ví dụ hay là những cái người đang bị mụn thì xài cái đầu này, và thay đổi bằng cách rất là dễ dàng, mình tháo ra vậy và mình gắn là mình có thể sử dụng được liền. So this technology is pretty amazing. It does not damage your skin like brush or sonic brush, because brush and sonic brush actually spin in one direction hundreds of revolutions per minute. That causes shearing stress on your skin and actually tear on your skin a little bit. And we do have some research video if you're interested in to watch. And this, because it's been one direction at high velocity, and the brush itself has sharp edges that which can actually damage your skin. Versus this technology, it's been two direction. So bidirectional spinning in the center one direction, outer in the opposite direction, actually causes your skin to move back and forth like this. And therefore, it doesn't cause shearing stress. Therefore, it doesn't scratch up your skin like the old technology would. And since it's made out of medical grade silicone, it's very soft. It's also laced with silver, which also is antibacterial. And the design itself is patented to actually deeply clean your pores and lift your dead skin off without damaging your skin. Of course, some people say their skin may be sensitive, my skin may be thin, so you can use a soft head. But for the men can also use the same machine with a
different head is firm, which for thicker skin or for people with acne. And it can be exchanged quickly. Just like that. And you continue to use. Right? So you can share this machine with multiple members of the family. Each one of them may have a separate different head. So that could be hygienic because you're not spreading germ from one to the other. And you can keep your own. Thì đây là một cái công nghệ thấy là sẽ có trên thị trường vào cuối tuần này. Nó rất là hot. Hiện bây giờ mình có rất là nhiều người muốn đặt hàng và mua hàng cái máy này. Thì các bạn đừng chần chờ lâu quá nha. Bây giờ cái bước tới là mình sẽ có một người demo cho các bạn để mà coi có dùng cái máy này, sử dụng cái máy này như thế nào. Okay, this is Chao, the demonstrator. Say hi. Hi. Okay, now, first let's look at the machine. It's actually sitting on a base. That's a charger base, right? The machine is actually cordless. And so you can, once you charge it, you can use it for a couple weeks with normal use. Very simple. Cái máy này thấy là bạn nó nằm ở trên một cái base để mà sạc điện. Và cái máy này nó có pin bên trong và nó không có dây gì dính với nhau hết. Đó, thì mình có thể cầm cái máy đó và mình dùng. Thường thường khi mình sạc nó đầy pin á, thì có thể xài được tới cỡ 2 tuần. Normal use ha. Rồi. Mà cái máy này khi mà mình cầm lên, mình có thể dùng nó khi mình tắm. Tại vì cái máy này hoàn toàn không thấm nước. Đó, mình cứ để trong nước vậy, nó vẫn chạy như bình thường. Thì bạn có thể dùng cái này khi bạn tắm để mình rửa mặt. So this machine you see is completely water proof. It's running in the water, no problem. And you can use this in a shower. In fact, I use it in a shower to save time. Because you have to shower anyway. So you shower, you can spend a couple minutes cleaning your skin on top, especially the skin of your face. All right? Okay, now she's going to demonstrate how to use this. First, you start out with wetting your face. If you're in the shower, your face would already be wet. If you're doing it not in the shower, then you wet your face first. All right, and then next you would use the cream, the gel, the cleansing gel that's appropriate for your skin. In fact, it has 5 different kind of gel, combination for combination skin, for dry skin, for sensitive skin, for oily skin, and for acne skin. So for her, she's using a normal combination skin. With it applying the skin, she start treatment. She kind of apply all of her face with the machine. When she's ready, she push the button, which would run into 4 areas of your face. The forehead, the cheeks, and around the lips and the mouth. So those are the 4 areas. So each area, in fact, it runs for 30 seconds, and the machine will actually notify you to move to the next area for another 30 seconds. And so the forehead is 30 seconds, the 2 cheeks each 30 seconds each. That's a minute and a half, and then around the lips and the chin for another minute. So not 30 seconds, so that's a total of 2 minutes. Thì cái máy này, cái công nghệ thì các bạn đã thấy là mới đầu thì mình bỏ tí nước lên mặt mình trước. Hoặc là mình đang tắm thì mặt mình đã ướt rồi thì mình không cần làm chuyện đó. Sau đó mình có thể bỏ cái kem rửa mặt lên trên cái máy và test nó toàn cái mặt của mình. Rồi bắt đầu bấm cái nút mà xài á, thì mỗi vùng là 30 giây. Thì bắt đầu ra thì từ đi vùng trán là 30 giây, rồi mỗi cái má mỗi bên 30 giây và xung quanh vùng miệng và môi 30 giây nữa. Tổng cộng là 2 phút là cái máy nó tự động nó ngừng. Là mình biết cái đó là cái da mình đủ để làm cái da mình nó sạch. Và cái công nghệ này, những cái loại gel để mà rửa mặt thì nó có cho 5 loại khác nhau. Cái mà Châu đang xài là cái normal combination. Nhưng mà công ty có 4 cái loại khác nữa cho người loại da khô, người da bị nhạy cảm. Một cái cho da dầu và một cái nữa cho da đang bị mụn. Để mà nó điều trị cái loại da của mình với cái công nghệ này. Và trong phòng mình thì người chuyên môn esthetician chăm sóc về da đang lo cho một người khách hàng. Thì ở công ty mình không có dùng cái công nghệ hồi xưa như là cái máy 8 function. Bên đây là một máy professional for facial.
thì nó có những cái dụng cụ ở trên đây, chỉ có những người có bằng thì mới xài được, và những cái công nghệ như là những cái brush, rotating brush, hay là những cái buffer giống như là cái đầu này, thì bây giờ mình không hoàn toàn không có sử dụng những cái công nghệ cũ đó nữa, mà bây giờ các hàng của mình được trải nghiệm dùng cái máy LumiSpa để mà rửa mặt và sẽ giúp tăng đàn hồi trên cơ mặt của người khác. Thì với tất cả những cái loại gel, từ da khô cho đến da nhạy cảm, cho đến da dầu, cho đến da bị mụn, thì mình cũng có thể dùng cái máy này ở trong văn phòng của mình, ở trong cái spa của mình, hoặc là ở trong cái tiệm nail spa của mình, để mà cho khách hàng có một làn da thật là bóng, thật là đẹp, mà trong vòng thì có 2 phút thôi. Thì khách hàng của bệnh nhân mình rất là thích cái công nghệ này, vì cái cảm giác họ có được sau khi được được điều trị bởi cái công nghệ thật là mới này. Là bất cứ tuổi nào, bất cứ cái loại da nào, mình cũng có thể dùng cái LumiSpa với những cái loại gel đặc biệt cho những cái loại da, để mà mình đáp lại nhu cầu của tất cả mọi lứa tuổi, mọi lứa da. Thì các bạn có muốn tìm hiểu thêm hoặc là cách nào để mà có thể mua được một cái máy này về sử dụng trong gia đình mình hoặc là sử dụng trong cái spa của mình, thì có thể liên lạc với mình.